người đại diện của Sadio Mane đã đến Nhật Bản để đàm phán với Al Nassr cho tương lai của tiền đạo người Senegal. Chính chủ tịch của Bayern Munich cũng đã xác nhận thông tin trên và sẽ là bùng nổ với bộ ba Ronaldo, Talisca và Mane trên hàng công của Al Nassr mùa tới. Anthony Elanga rời sân Old Trafford để chuyển đến Nottingham Forest với giá 15 triệu bảng Anh. Tiền đạo người Thụy Điển được yêu ái dưới thời huấn luyện viên Ralf Rangnick, tuy nhiên có quá ít thời gian để thể hiện dưới thời Erik ten Hag vì phong độ quá tốt của Marcus Rashford và sự nổi lên của Alessandro Garnacho. Al Ahly đã thỏa thuận với Manchester City cho thương vụ của tiền đạo cánh Riyad Mahrez với giá 35 triệu bảng Anh. Man City rất muốn giữ Mahrez, tuy nhiên cầu thủ người Algeria sẵn sàng ra đi. Anh cũng không nằm trong danh sách 25 cái tên đến Nhật Bản trong tour giao hữu. Thủ quân của Liverpool, Jordan Henderson đã chia tay thành phố cảng sau 12 năm gắn bó cùng với những danh hiệu danh giá để tái hợp cùng với đồng đội cũ Steven Gerrard trên cương vị là thầy trò. Henderson sẽ ký 3 năm hợp đồng với Al Ittihad. Nhà vô địch AFF Cup 2022, Ekandip Banja đầu quân cho nhà vô địch C1 châu Á Uruguay Diamonds từ Muang Thong United với bản hợp đồng cho mượn đến cuối năm 2023. Banja là cầu thủ thứ hai người Thái Lan đang thi đấu tại J-League sau Subhachok Sarachat. Raul Jimenez chính thức là người của Fulham ở mùa giải tới. Tiền đạo người Mexico chuyển đến Craven Cottage từ Wolverhampton với giá 5,5 triệu bảng Anh và sẽ là sự thay thế cho Alexander Mitrovic khi mà Anhela đang rất muốn tiền đạo người Serbi. Aston Villa đã đánh bại Al Nassr để có được chữ ký của tiền đạo người Pháp Moussa Diaby với giá 55 triệu euro. Diaby là một trong những tiền đạo thi đấu nổi bật nhất ở Bundesliga với 97 bàn thắng sau 172 trận cho Bayern Leverkusen. Đại gia Newcastle tiếp tục hút máu của đội bóng mới xuống hạng Leicester City khi đem về chân trời cánh người Anh Harvey Barnes với giá 38 triệu bảng Anh kèm theo bản hợp đồng 5 năm. Và người đến thì cũng phải có người ra đi. Alan Saint-Maximin sẽ không đá Champions League cùng với đội chủ sân St James Park mà chuyển đến Saudi Pro League với Al Ahly với giá 30 triệu bảng Anh. Maximin tuy được yêu mến bởi các cổ động viên ở Newcastle nhưng lại không được ưa chuộng bởi huấn luyện viên Eddie Howe. Everton đã ký hợp đồng 1 năm với hậu vệ 38 tuổi Ashley Young theo bản hợp đồng tự do khi vừa mới rời Aston Villa. Young đã từ chối các đội bóng khác ở Premier League và Championship để cống hiến cho The Toffees.